Bấy giờ Đại Bồ Tát muốn khiến cho các Bồ Tát đó đều viên mãn nguyện của họ, nên sinh tâm hoan hỷ, tùy theo Bồ Tát đó đáng trụ bậc nào, sự thực hành, sự đoạn tuyệt, sở tu, sở chứng, mà diễn nói Pháp môn, các Bồ Tát đó nghe thuyết Pháp rồi đều đại hoan hỷ, được chưa từng có, ai nấy đều trở về cung điện chỗ ở của mình, đó là việc làm thứ năm. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu xuất Thì chủ cõi dục giới thiên ma ba tuần Vì muốn phá hoại nhiễu loạn Bồ Tát nghiệp Nên quyến thuộc vây quanh đến chỗ Bồ Tát Bấy giờ Bồ Tát vì hàng phục ma quân Nên trụ môn kim cang đạo sở nhiếp bát nhã ba la mật Trí huệ phương tiện thiện xảo Dùng hai thứ lời nhu nhuyến và thô bạo để vì họ thuyết pháp khiến cho ma ba tuần không được tùy tiện. Ma thấy oai lực tự tại của Bồ Tát đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là việc làm thứ sáu. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu xuất, biết các thiên tử cõi dục giới không thích nghe Pháp. Bấy giờ Bồ Tát phát ra tiếng lớn, khóc bảo họ rằng, hôm nay bồ tát sẽ ở trong cung hiện việc hy hữu nếu ai muốn thấy thì hãy mau đi đến lúc đó các thiên tử nghe lời đó rồi thì vô lượng trăm ngàn ức na do tha thiên chúng đều tụ hội đến bấy giờ bồ tát thấy các thiên chúng đều đã đến rồi bèn hiện các việc hy hữu ở trong cung mà các thiên tử đó chưa từng thấy nghe khi được thấy rồi đều đại hoan hỉ say sưa lại ở trong sự vui thích vang ra tiếng bảo rằng này các vị tất cả các hành đều vô thường tất cả các hành đều là khổ tất cả các pháp đều là không niết bàn tịch diệt lại bảo rằng các vị đều nên tu bồ tát hạnh đều sẽ viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị thiên tử đó nghe Pháp âm rồi, vui buồn than thở mà sinh nhàm lìa, thảy đều phát bồ đề tâm. Đó là việc làm thứ bảy. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu suất chẳng rời chỗ ở của mình, mà đi đến mười phương vô lượng chỗ tất cả chư Phật, gặp các như lai gần gũi lễ bái, cung kính nghe Pháp. Bấy giờ chư Phật, vì muốn khiến cho Bồ Tát đắc được Pháp quán đảnh tối thượng, nên nói Bồ Tát địa tên là nhất thiết thần thông, dùng một niệm họa tương ưng, đầy đủ tất cả công đức tối thắng, nhập vào bậc trí nhất thiết trí, đó là việc làm thứ tám. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời đâu xuất, vì muốn cúng dường các như lai nên dùng đại thần lực hiện ra đủ thứ các đồ cúng dường tên là thù thắng khả lạc đầy khắp pháp giới hư không giới tất cả thế giới cúng dường chư phật vô lượng chúng sinh trong thế giới đó thấy sự cúng dường như vậy đều phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đó là việc làm thứ chín đại bồ tát trụ ở cõi trời đâu xuất vang ra vô lượng vô biên pháp môn như huyễn như bóng khắp cùng mười phương tất cả thế giới thị hiện đủ thứ sắc đủ thứ tướng đủ thứ hình thể đủ thứ oai nghi đủ thứ sự nghiệp đủ thứ phương tiện đủ thứ ví dụ đủ thứ lời nói tùy tâm chúng sinh đều khiến cho hoan hỉ đó là việc làm thứ mười phật tử, đó là 10 thứ việc làm của đại bồ tát trụ ở cõi trời đâu xuất, nếu các bồ tát thành tựu pháp này thì sau này sẽ hạ sinh xuống nhân gian.